hello, xin chào mọi người nha Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có chơi game nữa Chứ kể hôm nay mình sẽ có một cái thông báo nhỏ các bạn ơi Là hiện tại ở bên xe đồ sông Viet TV này của mình Đang gặp một số vấn đề trục trặc về bản quyền Nên chắc là có lẽ mình sẽ đăng clip ở bên xe đồ sông Viet TV 2 nha Bên xe đồ này á, thì lâu lâu mình mới đăng một clip thôi Còn bên xe đồ sông Viet TV 2 là mình đăng hàng ngày, mình đăng thường xuyên luôn nha Liên kênh StrongVest TV 2 mình có để trên phần, à, dưới phần bình luận cũng như là trong phần mô tả để cho các bạn à, qua các bạn đăng ký kênh ủng hộ xe đồ bên đó nha. Anh em cùng nhau kéo qua bên StrongVest TV 2 tạo một cái lượng bảo đăng ký kênh, một cái lượng bảo like clip ủng hộ xe đồ bên, bên kia với nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha, chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất chi là nhiều luôn. Let's go!